Thanh Thúy nhận đãi ngộ khủng căn hộ cao cấp, xe hơi khi chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhiều nguồn tin, Thanh Thúy sẽ nhận mức lương không dưới 250.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 6 tỷ đồng cho 10 tháng thi đấu tại Kuzeboru. Trước đó, Thúy nhận lương 200.000 đô la Mỹ một mùa ở PFU Phuket. Ngoài ra, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ còn cấp cho cô một căn hộ cao cấp để ở cùng một chiếc xe hơi để di chuyển hàng ngày đến sân tập cách đó vài km. Đây rõ ràng là những biệt đãi thực sự đối với Thanh Thúy, người đã khẳng định được đẳng cấp của mình ở các câu lạc bộ đã kinh qua, cũng như trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa có bằng lái xe ô tô, nên Thanh Thúy chỉ xin cấp một chiếc xe đạp để có thể đạp nhẹ nhàng đến nơi tập. Đó cũng là một cách để Thúy rèn luyện thêm thể lực tại Kuzeboru. Mặc dù vậy, do thời tiết ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khắc nghiệt, nên lãnh đạo câu lạc bộ quyết định sẽ thuê người chở Thanh Thúy đến sân tập luyện hàng ngày vào mùa đông. Trở về từ Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ cùng VTV Bình Điền Long An thi đấu ở cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2024. Sau đó, cô mới gia nhập Kuzeyboru Spor, đội bóng xếp hạng 5 ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là câu lạc bộ nước ngoài thứ 5 và cũng là câu lạc bộ thuộc nền bóng chuyền đẳng cấp nhất mà chủ công cao 1m93 này từng thi đấu. Sau những Bangkok Glass của Thái Lan, Attack Light của Đài Bắc Trung Hoa, Denso RB và PFU Phuket của Nhật Bản. Câu lạc bộ Kuzeyboru Spor được thành lập vào năm 2002 và từng sở hữu những ngôi sao lớn như đối chuyền nổi tiếng từng thi đấu ở Việt Nam là Polina Rahimova hay phụ công người Brazil Ana Beatriz Correa. Huấn luyện viên của đội bóng là chiến lược gia 65 tuổi Mehmet Bedet Tenlioglu, cựu huấn luyện viên của đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến xuất ngoại của Thanh Thúy nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ giới truyền thông trong nước mà cả nước ngoài. Trang thông tin lớn về bóng chuyền của Brazil là Elite do Volei mới đây đã có bài viết về sự kiện này với những mỹ từ thực sự. Tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Kuzeyboru Spor vào mùa giải tới. Vận động viên 27 tuổi, cao 1m93 đã để lại dấu ấn ở giải vô địch quốc gia nữ Nhật Bản trong vài năm qua. Cô sẽ bắt đầu hành trình thử thách hơn tại giải đấu hàng đầu thế giới. 4T được biết đến là một vận động viên có tài năng thiên phú và chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho câu lạc bộ Kuzeyboru Spor. Có thể nói, Thanh Thúy đủ khả năng để cạnh tranh vị trí chính thức ở tất cả các đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch nữ quốc gia của Brazil hiện tại. Trang thông tin này quả quyết. Mới đây, Thanh Thúy cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý về chuyến hành trình sắp tới trong màu áo của câu lạc bộ Kuzeyboru. Thanh Thúy chia sẻ: "Khi biết tin được thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự vì đây là cơ hội lớn để được thi đấu ở môi trường được đánh giá là có chất lượng hàng đầu thế giới. Bên cạnh việc được thi đấu cùng các vận động viên có trình độ chuyên môn cao, tôi cũng phải thể hiện bản thân và chứng minh để có được vị trí trong đội hình. Đó là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, tôi cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng, không biết thời gian tới sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bên cạnh đó, nữ chủ công của Long An cũng tiết lộ những mong muốn lớn hơn khi chơi bóng tại châu Âu. Thanh Thúy chia sẻ thêm: "Đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm, nhưng tôi có khao khát lớn hơn, đó là thể hiện bản thân để mọi người có thể biết đến bóng chuyền Việt Nam nhiều hơn nữa. Các vận động viên Việt Nam rất có tiềm năng, nên tôi mong đây có thể là tiền đề để các cầu thủ bóng chuyền Việt Nam có cơ hội được đi xa, tiếp xúc với những nền bóng chuyền chuyên nghiệp hơn và có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân mình." Việc gia nhập Kuzeyboru giúp tên tuổi của Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được biết đến nhiều hơn. Theo chuyên trang Volleybox, ở hạng mục nữ, cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất tuần, Trần Thị Thanh Thúy đã xuất sắc lọt vào top 3, sánh ngang với những tên tuổi như Li Jingjing hay Tijana Boskovic. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hành trình thi đấu tại Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 tới. Chia sẻ về chuyến xuất ngoại lịch sử tới Thổ Nhĩ Kỳ của cô học trò Trần Thị Thanh Thúy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đây là một bước tiến vượt bậc của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là một điều rất mừng, đúng với mong muốn dự định của Thanh Thúy. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng nhận xét thành công của Thanh Thúy sẽ như một làn sóng ảnh hưởng tới các vận động viên khác của đội tuyển. Các vận động viên nên ra nước ngoài để phát triển hơn. Khi quay lại đội tuyển, các vận động viên sẽ trưởng thành hơn. Điều này rất tốt cho đội tuyển. Hóa chất Đức Giang chiêu mộ thêm một ngoại binh quyết chiến tại cúp VTV9 Bình Điền. Còn khoảng một tuần nữa, giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2024 mới khởi tranh. Nhưng những thông tin bên lề đã nóng lên rất nhiều. Các đội bóng của chủ nhà Việt Nam đã nhanh chóng bổ sung lực lượng. Sau khi Chepeyan tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin thuê thành công phụ công người Thái Lan Wacharya,
Lu Amjam, thì đến lượt Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng công bố sự bổ sung của mình. Theo đó, đội bóng được coi là giàu nhất làng bóng chuyền Việt Nam sau khi không thể tiếp tục thuê Sasi Papon vì bận tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, thì cái tên thay thế sẽ là Kutika Kayupin. Chủ công này vừa khoác áo Kinh Bắc Bắc Ninh tại giải bóng chuyền hạng A quốc gia và cô sẽ hội quân cùng đội bóng của Bầu Huyền trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Chủ công Kutika Kayupin được coi là nấm lùn của làng bóng chuyền Thái Lan khi chỉ sở hữu chiều cao 1m71 nhưng lại sở hữu lối chơi đầy máu lửa và ấn tượng. Cô luôn vào sân với tinh thần thi đấu rất cao. Sự góp mặt của chủ công đa năng này sẽ giúp cho huấn luyện viên Phạm Văn Long sở hữu bộ đôi chủ công toàn diện bên cạnh Trần Tú Linh, tay đập vừa được đánh giá rất cao trong kỳ tuyển trạch của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc vừa qua. Ngoài ra, theo quy định của giải bóng chuyền cúp VTV9 Bình Điền 2024, thì một ngoại binh khác của Hóa chất Đức Giang là chuyền hai Tijaja cũng sẽ được thi đấu trên sân cùng với Kutika. Chắc chắn, việc sử dụng hai ngoại binh sẽ giúp cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai gia tăng đáng kể sức mạnh của mình. Vào ngày 8 tháng 5 tới đây, Hóa chất Đức Giang sẽ lên đường tới Đắk Lắk để tham dự cúp VTV9 Bình Điền 2024. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Đội bóng của Bầu Huyền sẽ nằm tại bảng A của giải đấu lần này cùng với các đối thủ là chủ giải VTV Bình Điền Long An, U20 nữ Việt Nam, đội bóng tới từ Nhật Bản PFU Blue Cat. Xác định 14 câu lạc bộ tranh tài tại vòng chung kết giải hạng A quốc gia. Sau vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia, 8 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ đã được xác định để bước vào vòng chung kết tại Trà Vinh. Sau gần 2 tuần tranh tài tại Quảng Nam, vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024 đã khép lại với 67 trận đấu hấp dẫn cùng chất lượng chuyên môn cao, qua đó xác định được thứ hạng của các đội bóng nam và nữ ở những bảng đấu. Theo điều lệ của giải hạng A năm nay, 4 đội đứng đầu mỗi bảng nam sẽ vào vòng chung kết. Như vậy, 8 đội được xác định là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Vật liệu Xây dựng Bình Dương, SK Pernet Khánh Hòa, Quân khu 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trà Vinh và Bến Tre. Tại vòng chung kết, 8 đội nam bốc thăm chia thành 2 bảng là A và B. 2 đội đứng đầu vòng loại là Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 hạt giống ở mỗi bảng. Hai bảng tại vòng chung kết thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo. Ở nội dung của nữ, do số lượng các đội thi đấu ít hơn nam nên mỗi bảng chỉ lấy 3 đội vào vòng chung kết, lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương và Vĩnh Long. 6 đội bóng tại vòng chung kết sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó chọn ra đội hạng 3 và hạng 4 tranh huy chương đồng, đội hạng 1 và hạng 2 vào thi đấu chung kết. Như vậy, việc đấu vòng tròn nội dung nữ dù ít đội hơn nhưng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn với nhiều trận cầu đỉnh. 14 câu lạc bộ nam và nữ tranh tài từ ngày 10 tháng 10 tới ngày 20 tháng 10 tại Trà Vinh, tất cả đều hướng đến chức vô địch. Một đội nam và một đội nữ đứng đầu sẽ giành quyền lên hạng tại giải vô địch quốc gia 2025. Ở nội dung của nam là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Trong khi ở nội dung của nữ, Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh Bắc Bắc Ninh hay Thái Nguyên là những đội bóng hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn.